nắp thùng này chúng ta không có cần phải đăng kiểm hoán cải lại. Đó cũng là một cái lý do mà các anh rất hay sử dụng cái nắp thùng cuộn sau khi mà đã lấy xe về rồi. Xin chào mọi người, đây là DNA Auto và bên cạnh lời đây là một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak đời 2021. Đó, đã được phân biệt rất là dễ dàng cái khung thể thao màu đen bóng như thế này. Đó, bên Lợi vừa mới hoàn thành một chiếc nắp thùng cuộn cơ Sport X4 cho chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này. Thì hôm nay Lợi sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết về cái mẫu nắp thùng cuộn cơ như thế này nhé. Ok, Lợi đóng lại cho mọi người nhìn thấy cái form của nó này. Chiếc nắp thùng cuộn cơ Sport X4 như thế này nó làm hoàn toàn bằng nhôm nha mọi người, được sơn tĩnh điện màu đen và được cuộn kéo bằng cái lò xo ở phía bên trong. Ok, đó, để lại mở ra cho mọi người. Nắp thùng cuộn là một chiếc nắp thùng mà được lựa chọn rất là nhiều cho các cái xe bán tải hiện nay. Thì thực ra là không phải chỉ ở Việt Nam, mà ở nước ngoài nó cũng sự được sử dụng rất là phổ biến. Mà tại vì là cái độ tiện dụng của nó, chúng ta có thể chở hàng cao, hàng thấp thoải mái. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái không gian chở đồ rất là lớn như thế này, đúng không ạ? Gần như là cái nắp thùng cuộn nó không chiếm rất là cái không gian của chúng ta bao nhiêu. Đó, mà chúng nó để hoàn toàn cho chúng ta chở đồ. Nhưng nếu chúng ta muốn chở đồ một chở những cái đồ nhỏ mà cần kín thì chúng ta có thể kéo nó lại như thế này. Đó, chúng ta sẽ tạo ra được một cái không gian kín chống nắng bụi mưa gió. Ok rồi, đó như vậy thì cái nắp cuộn này á, chúng ta có thể làm trước hay là sau khi đăng kiểm, vì cái mẫu nắp thùng này á, chúng ta không có cần phải đăng kiểm hoán cải lại vì nó không có ảnh hưởng đến cái kết cấu của xe. Đó, chúng ta ráp cái nắp thùng này lên là chúng ta không có cần phải thêm một cái thủ tục pháp lý nào để cho cái xe này nó được lưu thông, chúng ta có thể lưu thông thoải mái. Đó cũng là một cái lý do mà các anh rất hay sử dụng cái nắp thùng cuộn sau khi mà đã lấy xe về rồi. Đó. Ok, thì chi tiết cái mẫu nắp thùng này thì nó sẽ là bao gồm một cái cuộn, hai cái thanh ray như thế này ở hai bên, và cái cuộn á, mọi người thấy nó sẽ chạy ở cái thanh ray như thế này. Thì cái thanh ray này nó được bắt vô xe với bốn cái pad như thế này, là hai cái chân trống, đó rất là chắc. Ok, thì cái mẫu nắp thùng cuộn này á, nó là một cái mẫu thiết kế mới, chống nước rất là tốt. Thì nước khi mở trên cái cuộn này nó sẽ đi đâu mọi người sẽ để ý, ở ngay bên ngoài này chúng ta sẽ thấy này, một cái ống nước đó. Thì khi mà nước nó đi vô cái rãnh này mọi người, nó sẽ chảy ra ngoài theo cái ống này nếu mà nó có vô, tại vì nó cũng đã được chống nước rất là kỹ. Đó, còn hai cái ống ở bên trong đó, chúng ta có hai cái ống ở bên trong á, khi mà bao nhiêu cái nước mà nó chảy vô trong cái cuộn thì nó sẽ được ra ngoài theo cái lối đó. Đó thì chi tiết đơn giản vậy thôi. Ở đây thì nó có một cái rãnh này mọi người để ý, ở cái rãnh này thì chúng ta có thể cho những cái con ốc, các con ốc vuông đưa vô đây thì mình bắt được các cái thanh ngang. Đó, mình có thể bắt được các cái thanh ngang qua hai cái bên này, chúng ta chở thêm đồ, một số cái phụ kiện để chở như là xe đạp, rồi các cái hộp hành lý nhỏ chúng ta có thể để đặt lên đây. Đó, và chúng ta vẫn sử dụng được cái cuộn nha mọi người. Đó thì về chi tiết cái cuộn cho xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của DNA Auto. Chúc mọi người một cái ngày làm việc vui vẻ.